hành lang rộng nhìn quê nhà trong cơn hiểm nguy, nhìn dân Việt miên man đớn đau, máu trong tim nóng dân cao, quyết ra tay giết lũ gian tà. Tài điều binh chớp nhoáng khiến quân Tây bao lần tan vỡ, hào hùng gây tiếng vang từ các nơi anh hùng quy tụ, cùng chung lòng đi theo gốc cờ. Vì quê nhà xương tan máu rơi, đã hy sinh tấm thân mình, quyết ghi tâm nhờ nước thù nhà. Tay cầm gương điều binh nơi vùng sông nước, doanh muôn vua liều danh quân hoàng nhặt pháo đốt tàu chiến giặc Pháp ra tròn, trong hiểm nguy lòng trai không hề nao núng, quân Việt xa khiếp huy nghe tiếng anh hùng, nguyện trung trực vì quê nhà sông pha chinh chiến, đất Kiên Giang phá tan thành giặc Pháp gian tà. Vào thời gian chống Pháp khắp quê hương lan tràn sương khói, người vì dân đứng lên dùng đứng tâm không ngừng kêu gọi, hai anh hùng dân Nam khắp nơi vì quê nhà mà đi đấu tranh, xóa tan nhanh đám xâm lăng, lũ Việt san tàn phá non sông. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn dạng dân bá tánh. Chúng con đoàn Phật tử phái Bửu Sơn Kỳ Hương vâng lời thầy Tây An, cùng là Đức Quỳnh Giáo Chủ cùng tông phái của bên Bửu Sơn. Hôm nay làm lễ Đức Ngài, cùng là hôm nay là ngày kỷ niệm của Hiền Thần Nguyễn Trung Trực. Ông Hiền Thần quân tử số 1 ở nước Việt Nam. Ông là một vị anh hùng. Hôm nay tất cả bà con, anh em chúng ta và chúng con được hầu Ngài để cầu xin phước đức Ngài ban cho, để noi dấu theo tất cả các vị làm được việc hữu ích cho nước nhà xã hội Việt Nam. Vậy hôm nay xin ông hộ pháp thầy chứng minh cho tất cả đồng đạo. Nam mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Bửu Sơn Kỳ Hương chứng minh. Nam mô Đại Đức Từ Bi của Phật chứng minh quan hệ cho tất cả đồng đạo chúng con. Xin kính thưa tất cả các quý vị anh em của mình Phật giáo cùng các tôn giáo họp lại, cũng như là mình một thầy, một tổ, một Phật Đức Giáo Lành nào cũng phải dạy mình tu tâm dưỡng tánh hết. Mà ngày nay là ngày kỷ niệm của ông. Tất cả khắp mọi nơi về ở Vinh Ông ở dưới Rạch Giá, không biết là muôn trùng nào tạ ơn Ngài, là một vị anh hùng để Việt Nam mình cũng có một cái sự tiến tâm để chiến thắng giặc ngoại xâm đó. Như vậy đó, thì hôm nay mà ông vì chữ hiếu đó, ông mới bị thác. Nếu ông không vì mẹ thì ông không có đem ra mà để cho nó
chặt cái đầu đó. Vì lẽ đó cho nên ông nói thệ là máu đổ không để đầu rơi. Khi chặt ông đã hứng cái tay để đón lại cái đầu không bao giờ cho rớt dưới đất. Thì ngày kỷ niệm này ở đâu vậy? Ở chỗ nào vậy? Ở rừng. Tất cả các anh em để mà quy tụ về nơi cái ngôi vị tại rừng mà một vị để mà nhớ ơn Ngài Đại Phượng Thượng Thờ, chứ không nên đặt tên ở đâu hết. Vậy xin kính xin tất cả chú quý vị đạo tâm anh em trong và ngoài nhớ ngày kỷ niệm của Hiền Thần Nguyễn Trung Trực, chúng ta phải làm sao noi dấu một bậc hiền trung như thế, vì nước, vì dân, vì sơn hà tổ quốc, chứ không phải vì tiền, vì bạc hay là vì quyền uy, không phải vậy. Thì noi theo trong ngày này, để cuộc nói chuyện hôm nay bằng sĩ sinh có đôi lời, và kính nhắn ai, anh em nào ở xa, ở gần, ở đâu cũng vậy, cũng là nhân dân Việt Nam, trong nước Việt Nam, phải trung, hiền, thảo, hiếu để đền ơn cha, mẹ, tổ quốc, đất nước của mình. Chứ không phải là mình tu, mình cạo đầu, hay là mình là đi tu, bỏ cha, bỏ mẹ, tổ quốc, quê hương của mình. Có nhiều anh em, đồng bào đói khát, khổ sở, có nhiều bà già, bệnh tật, cô đơn, nhà không có ai để nâng đỡ. Mình hàng xóm, láng giềng, tại sao mình không hy sinh một đứa cháu, hy sinh một cánh tay nào để giúp đỡ cho bà cụ ấy? Nói như thế. Còn một người bệnh, cô đơn, không được ai chăm sóc, không có tiền uống thuốc, sao mình là người dân tộc Việt Nam, đồng bào, đó, anh dũng, cũng như là đồng chủng, thì mình phải giăng tay với nhau, láng giềng anh em của mình để giúp đỡ cái gì đó, thì cao cả dường bao. Còn cái này mình quên, mình cứ tính mình thôi, đó, như vậy thì mình đâu có thương. Cho nên cái đạo hiếu của tất cả các ngài trong phái Bưu Sơn Kỳ Hương thì nhất là đất nước, đồng bào, tổ tiên tam bảo phải tôn thờ. Chứ không phải là mình tu như vậy không có được là theo Phật sao? Thì chúng ta là người cư sĩ tại gia, Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chỉ Đức A Di Đà Phật nói là nguyện với ngài 7 tiếng. Nhưng ngài thấy 7 tiếng đó còn rất khó, rất xa, thôi cho 3 tiếng thôi. Rồi 3 tiếng kết thúc lại, ngài cho 1 tiếng thôi. 1 tiếng niệm Phật. Đó, như thế thì mình cũng không làm được. Thì tự hỏi như thế nào đây? Đó, thì ngay bây giờ mình phải ráng cố gắng, phải nhớ cội nguồn, phải nhớ cội nguồn, nhớ tổ tiên. Thì chúng ta phải quay về với sự thật, quay về với một bến nước trong lành, không có chui vào một bến đục ngào nữa. Có nghĩa là đục ngào là mình không thể nào mà mình lấy cái nước đó mà để làm gì vậy đó. Thì chúng ta sẽ nhận món nước đó để mà làm là ra cái đây của bà cụ đó đâu rồi, bà cụ ở đâu rồi? Vì lẽ đó cho nên hôm nay đó, bần sĩ xin kính thưa cùng tất cả chú quý vị anh em của mình, nếu là người Việt Nam thì phải tôn trọng bậc cao thượng, và mình phải hiếu cha mẹ, nghĩa anh em, tình láng giềng, trung xã hội. Có nghĩa là mình phải ráng cố gắng. Mới nêu lên cái ngày này là ngày của Hiền Thần Nguyễn Trung Trực. Dù chúng ta không có về đền ông, chúng ta ở đâu, khu rừng, ven sông, ven biển, đồi ải cũng được, ở đâu ông cũng có ông hết. Khi ông đã mất nhưng vẫn còn, đó là một cái tên tuổi, một vị tướng lĩnh rất là làm cho nước Việt Nam dựng lại ngọn cờ, hoặc là nước Việt Nam của chúng ta có tai tiếng như nước ngoại xâm như sau. Thì xin kính thưa quý vị anh em của mình, nếu bên tôn giáo và Phật giáo cũng vậy thôi, Hòa Hảo cũng vậy, phái Bưu Sơn Kỳ Hương cũng vậy, phải ráng cố gắng. Dù mấy em nhỏ, các bà cụ, các ông cụ, cô chí trụ bà, cụ bà thì cũng vẫn trung trực, cũng phải hy sinh hiên ngang, có nghĩa là không e dè, không có khiếp sợ qua những lề lỗi nào mà khi chúng ta đang sống với nhau.
tôi không ngán ai. Tôi ngán là tôi sợ là tôi sẽ phạm vào tội. Tôi làm quý vị buồn. Tôi gây cái mất đi cái tình thương. Tôi không có cái quỹ tình thương mà tôi đã phá tan và tôi gây cái quỹ đau khổ cho mọi người thì đừng nên làm. Còn nếu mình giúp được thì mình cứ giúp. Mình giúp người là noi theo đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đi tới đâu cứu khổ bằng vui tới đó. Còn mình đi đâu ai cũng giận mình hết. Thì mình phải rút kinh nghiệm để tu tâm dưỡng tánh. Để cho cái bóng đèn trí nó tỏ rõ. Nó như thế. Thì mong hết tất cả anh em bà con của mình phải cố gắng dồi mài. Cuộc chiến tranh khốc liệt nước Việt Nam được bình an cũng do nơi đức tài trí đó như thế. Đó thì hôm nay chúng ta được cái ngày này phải ráng lo tu tâm dưỡng tánh, đền ơn đất nước tổ tiên ông bà cha mẹ của mình. Phải nhớ cội nguồn, phải nhớ cội nguồn của mình. Cội nguồn là ai? Một, trời đất ở trên đầu đầu dây mang cha mẹ ông bà tổ tiên đất nước của mình đó. Chứ không phải vì tất cả mà mình phải bỏ và mình nói ra tiếng nói mất đức. Mình ở trong nước mình, ở trong cái nhà của mình, cha mẹ chung mà mình chửi nghèo quá đó, hay là mình làm ăn không được đó, hay là như thế nào đó, xin cái thưa quý vị, cái mình chửi trời ơi sao chán ông già này quá, chán bà già này quá, chán trong cái nhà này muốn đi bỏ quá, thấy chưa, nghèo quá, sao vậy, sao anh em không có đau cực đau lưng với nhau để mình xây dựng gia đình, mài miệt ra rồi mình chán bỏ đi đâu, đó là mình bất hiếu, quên cội quên nguồn là đó quý vị. Mà ngày nay chúng ta người lạc quốc, Bần sĩ có nói sau chiến chót này, Đức Phật Thầy có nói rằng con phải đi, con phải bơi một chiếc đò để rước người lạc quốc. Đi lạc đó quý vị. Còn người ta đi có ba thành phần. Một, qua làm đầu tắt mặt tối về xây dựng quê hương, cất nhà cho cha mẹ, phù trợ cho người nghèo, giúp đỡ đất nước của mình nha. Còn mình bên kia tơi tả không sao hết, vì mình đã lọt qua bên đây nhờ ông cha nuôi hay nhờ anh nuôi chị nuôi bên đây đó, đất khách quê người như người ta sẽ nuôi mình, giúp đỡ mình, thì mình nhờ cái đó mình giúp lại cái ông nguồn của mình này. Quên một, thứ hai qua đó mà quên cha quên mẹ quên đất nước quên tất cả quên hết lo cái thân của mình đó, thì mình sẽ chết chìm ở Thái Bình Dương, chết chìm. Mình không thể qua nổi vì mình mê tiền mê của mình, bỏ quê hương, bỏ nguồn cội của mình. Còn qua đó mà nhớ rồi đó thì nhín nhúc để về thăm viếng cha mẹ anh em của mình, sợ tốn tiền mất mất đạo đức đó, thấy chưa, đó là tu đó quý vị. Nếu mà cực khổ mà hy sinh mà nhớ lại cha mẹ cội nguồn của mình, nước Việt Nam bình viện nghèo khổ đó, bà con láng giềng như sau, thì người đó kể như là tu là đắc đạo. Điều kiện thứ ba, qua đó chán cuộc đời rồi, đi qua đó vượt biển được, sống được đó, như con cá mà nó sống được đó, thôi đi vào rừng Úc Châu, Mỹ, tất cả các nước nào đó, Nam Mỹ, đi vô đó tu đi, hay là qua bên nước nào đó, mình tu đi, ha, ở đó cũng được, dễ lắm, nước tự do, tu tâm, dựng tánh, để thành Phật, thành người đạo tốt. Ba thành Phật. Còn nếu bằng ngược không, không có biết cội nguồn đó nha, thì cái đợt người thứ ba đó phải chết chìm là một, về đây không ai coi ra gì. Mình trở lại quê hương, trở về nguồn cội mình, anh chị em ruột thịt đồng chủng mình không có coi ra gì hết. Thì mình sống chi, cái đồng tiền đó đâu có làm cái gì với mình được đâu. Mình ăn mượt cơm, muối, mắm, no, nhưng mà sự vui vẻ bao trùm khắp cả. Cái này không có vui vẻ. Mình ăn cho ngon, dồn vô cái bọc này, dồn vô cái miếng nước a tì này rồi chết. Chết rất xình mau. Thấy không? Đâu có gì đâu. Nhưng bây giờ mình phải nhớ lại cội nguồn. Có nghĩa đề tài hôm nay là nhớ cội nguồn. Một, đền ơn đất nước. Một vị hiền thần này, ngày hôm nay chúng ta đã xúm lại để nấu nướng, xúm lại để là bông hoa này kia nọ, nghèo mà. Đó, để cúng ông đã ghi tạc một người đồng bào biết ơn đức ngài và biết ơn đất nước. Thì hôm nay bần sĩ xin trao đổi cùng tất cả quý vị đề tài là nhớ lại cội nguồn.
mà mình không nhớ có người mình ở tại đây, mà mình cũng bỏ cội nguồn của mình, cha mẹ ông bà gì đó, nghênh ngang đeo vàng đeo vòng làm gì, cái gì thấy xấu hổ không? Xấu hổ vô cùng, không có đeo. Ta đeo mang ai? Đeo mang ai vậy? Xin hỏi bần sĩ, đeo mang trời Phật, cha mẹ của mình, công sanh thành dưỡng dục, còn huynh đệ anh em của mình thì bồng ẩm nâng niu. Ta đeo mang sớm lại tới chiều để trả nợ đền ơn cha mẹ. Còn mình ở tại đây đó mà mình không có chiều buồn sáng sẻ, không có trao đổi gì hết á, mình ăn một mình à, rồi mình cô lẻ quạnh hiu, ở gần bên nhưng mình xa cách tiếc chiều. Thấy không? Thấy xấu hổ không quý vị? Mình chịu quan liêu nơi hoàng du, đã là không biết gì hết mà không nhớ quê hương cảnh cũ, không trở lại nơi miền rồi để hưởng thụ trăm quan, kêu lên bớ bớ người ta, con người như thế hai hà dòng châu, mau tỉnh giấc để sòng nấu áo dài. Dù ai ở với mình bạc đãi vô nhân, phận mình lo đạo hiếu chuyên cần, ráng niệm Phật, ráng ghi ân tạc già. Ai có chữ mắng mình hay hà hiếp mình, cũng đại ân đại xá để bắt một nhịp cầu cho họ được qua sông. Về đi bớ bớ đau đông, nhờ đi nguồn cội cha ông của mình. Phải hiếu hạnh nha, thì đến sân trình ông thánh kiệm. Còn mình bất hiếu tử rồi đó, mình sẽ chết liệm nay mai. Chết rừng, chết bụi chống gai, chết nơi biển thẳm ngã dài bị xe. Thấy chưa? Đây sắp tới thầy sợ e nguy hiểm. Thánh với thần đó, với các vị kiểm từng người, coi thử ai phước đức có dư, hai bạc đãi thì người bị tội. Đêm thanh tịnh dường thiên thầy chưa lẫn lội, chốn nơi này còn rỗi còn gian. Tình mau bơ bơ đáo trang, ở ngoài cũng vậy rồi gian nan cũng kề. Nhớ nghe bần sĩ nói đó, quay về nguồn cội, nhớ lại quê hương mình rồi nóng nổi ra sao. Dù ở chỗ này hay ở chỗ nào, ở tại quê nhà Nam Việt không bọc bao người lành. Thấy chưa? Kẻ thì giàu có, ôm còn nảnh còn tranh, còn người đổi khác không được lành đâu đâu. Nhiều bà già khổ lắm đó, không có được cái áo đâu mà mặc, đói nửa đêm đó, biết ăn giặt ăn món gì, một gói mì khô cũng không có, mà chi bệnh không thuốc thì còn gì mà sống. Tại sao mình con người mà không mơ mộng, không giúp đỡ loài người, còn nghinh chống ra sao? Cả kêu bớ bớ đồng bào, ai người tu niệm mau mau giúp đời, giúp người khó đi, Phật trời cho thời ăn không hết. Mình giúp đỡ người lành, mình ăn tới chết cũng không lay. Cả kêu bá tánh trong ngoài, ráng mà sửa đổi rồi ngày mới Phật chờ. Đừng ăn ở nái hờ mái hững, mình nhờ Phật trời mình mới đứng vững phong ba. Kỳ này trời Phật vậy mà lấy đi hết thảy chúng ta mà trắng tay. Tại mình ở không ngay không thận, tại mình xài xí quá nhiều thấm mặn được đâu, khinh dễ người không biết đôi câu, ăn no dạ còn hầu thăm lần của. Hỏi lại học trò coi, bây giờ ai mài ái vua, thì thầy nói ở tâm mình là tài của chớ sao.
về đi sống búa ba đào, không sao đừng sợ ra mà mau tu hành. Tu phải thấy được mình lầm lạnh lánh dự, mình đã tu hành rồi đừng có tích trữ tà gian. Mình nói ra đã cứu được đạo tràng, cứu bá tánh gian nan đang bi lụy. Tại sao mình tu đâu mà mình không trí, mình mịt mờ rồi ai chỉ đường qua. Phật tiên thần thánh là ta, ta không mày dùa tu mà đắc đâu. Đâu có phải mặt sồng nấu mà tu đó quý vị, hay là đầu đã cạo hết rồi đó. Trong thế kỷ mới là tu, hay ngồi thiền nội công phu, ngồi hoài, ngồi mãi để công phu cho thành. Bỏ con vợ nè, bỏ cha mẹ lành, bỏ nguồn ân của đất nước nè, bỏ chúng sanh nghèo nàn. Chữ tu hơn bạc hơn vàng, mình đóng sông tay đục không phàn nàn ai. Đặng kiếm cắt kim su để giúp đỡ trần ái, để mình nuôi con nuôi vợ hằng ngày bình yên. Còn ta chỉ nguyện tham thuyền, ngày làm sinh sống tới cầu nguyện ơn trên. Ai ai bỏ mình đâu, tại mình lại quên, quên nguồn nè, quên cội, quên tên của mình nè. Thấy chưa, tại sao mình làm sai, mình không nhìn, mình nhìn đi trong tâm tánh của mình nào xa. Phật đâu có ở ngoài đâu, xi măng cốt tướng kia cả, nhưng mà cũng nhờ hình tượng phổ đa lại sinh. Đừng có thấy vậy mà chống kình không có được, ráng đi bớ học trò nước ngược thầy chèo qua những ngày khổ dịnh khắc eo. Ta vẫn chịu hiểm nghèo không than thờ, biết cõi ta mà nơi đây là nợ, thầy trả chưa rồi còn nhớ cánh làm sao. Về đi sống búa ba đào, tự đây rồi bị máu trào thảm thương. Đừng có dái, đừng cầu nguyện cõi Tây Phương. Ta không ăn nằm sau nô giả, ta không biết kỳ đường để đi. Thời kỳ sắp sẽ gian nguy trời tru, rồi đất diệt để chi hung tàn. Nghe bần sĩ đi, thay Đức Phật Thầy Tây An, để thiết trình khuyên chúng gian nan bây giờ. Chứ ta đâu có thay đúc thay cờ, ta đâu có nắm đạo hiện giờ của ai. Nắm lời lẽ của Như Lai Phật Tổ, nắm những lời thơ thi này để giác ngộ chúng sanh, của Phật Thầy, của tất cả phân ranh. Đem lời rất tuyệt cho chị anh không ngờ, nghe cho rõ đừng mịt mờ tội chết. Ta mang tâm kinh không có hết đâu đời, dù có chết rồi thì ơn trên thâu lại một nơi, chứ không ăn dành được trong lời này nói vàng. Khuyến đồng đạo cũng như các bạn, chốn rừng buồn rồi biệt dạng xa xưa, buổi chiều trong một tiết mưa, đợi chờ đồng đạo để đò đưa cho về. Đợi mãi mãi kề kiêu mãi mãi, không thấy ai trai gái vắng queo. Chúng sợ đau, sợ đói, sợ nghèo, mà quên trở lại đò dở neo sắp tới. Tỉnh đi con thầy, đưa con về thế giới, nơi cực lạc Di Đà rồi hỡi tự do. Ở đây sớm hỡi chiều lo, lo hoài, lo mãi rồi đôi no hằng giờ. Thấy chưa, cũng không có rảnh được nữa, thấy không? Đó, rồi mơ rồi mộng, rồi ai cứu mình, nghiệp cộng quá đầy. Bây giờ có tướng Phật Thầy, có trời ra lĩnh, có giờ này mẹ ta. Nam mô Đức Phật Di Đà, độ cho bá tánh nhà nhà hối thù. Phải tu đi quý vị, để mình mịt mù sáng suốt,
đầy tới đây nó lạnh buốt tái tê, còn lửa cháy lan ôi hỡi tràn trề, không có đốt mà tự nhiên lửa cháy. Để thiêu quỷ tà ma tông phái, chống lợi Phật trời rồi trò hái tương chưa. Về nhà sớm muối chiều dưa, bình minh do đạo mà sớm trưa do trò thôi. Nhịn người đi, họ có hát họ thấy kệ, giúp người đi đừng kể nghe hôn. Ác gian mất sát lại tan hồn, còn người hung dữ thành thú chồn. Nay mai khổ đến lắm đó, trăm cái ngàn đắng. Hỏi mình sống bao lâu mà mình chiến thắng, hỡi người. Tại sao to có thân mà chẳng có vui tươi, không giúp đỡ mọi người gần gũi. Người có phước đó, gặp mai ít rủi, còn kẻ tội nhiều đó, trong buổi nguy cơ. Biết rằng trời phạt hiện giờ, còn ta phải giúp đỡ qua bờ. Thương yêu ráng cố gắng, giúp không ít cũng nhiều, để cho mình mau lẹ mau tiêu nghiệp đời. Tịnh đi cô bác anh chị em ơi, trong ngoài cũng vậy, nghe lời bần phân. Nhìn coi Phật ở rất gần, ta từ bên tân mà bên tần sang nam. Đơn kêu đã nuôi ông Sam, đơn kêu ai biếu ta làm thánh nhân. Đơn kêu đức cậu chưa còn ở gần, đức thầy còn quá độ chưa đức thần còn reo ở gian. Đơn kêu sắp tới gian nan, má già bá tánh tình tan không hè. Đơn kêu đến sự đây nè, tiên ông mà đơn khai chứ vậy mà cho mau. Đơn kêu bá tánh còn sao, còn điên mà còn dại chứ chớ nào có khôn. Đờn kêu lắc biển chưa dời ở con, coi chừng chưa rã hết chứ cái bồn còn ở đâu. Đờn kêu đổi biển ngăn dấu, đờn kêu mà sắp tới rồi người đâu có tàn. Đờn kêu mất bạc chứ tay vàng, dù ta có một hỡi kho tàng cũng mở tiêu. Đờn kêu ông đạo đã kêu, kêu hoài mà kêu mãi rồi hoành hiu chưa rừng buồn. Đờn kêu bần sĩ chưa điên cuồng, xuống miền mà ẩn giảng đã tập tuồng thi thơ. Đờn kêu má tánh trơ trớ coi chừng mà mang tội chứ đừng thờ quỷ ma. Đờn kêu lý của thích nở ca phép tiền mà phép của chư Phật bà quan âm. Đờn kêu sinh nguyện chứ âm thầm, đại từ mà đại phước chớ bà tâm cứu cho. Đừng kêu ai có của kho, ráng đem mà bố thí chớ bò bò rụi tàn. Đừng kêu hành đạo chớ bước sang, đức thầy cùng đức Phật chớ trên đàn lễ mi. Đừng kêu ai biểu bằng đi, trời sai mà thầy khiến cho thầy thì nói ra. Đừng kêu của hỡi cho Phật bà, tiếng đờn chánh thật cho thị bà không ở dây.
đợn kêu trái đất đang say. Ở này cái lũ tà tay coi chừng, đợn kêu đừng thấy vậy mừng. Ráng tố mà ráng tỉnh cho trời hừng cháy lan. Đợn kêu thương bật giàu sang, trở tay mà không kịp trong màn này đây. Đợn kêu bá tánh cho đất thầy, bây giờ mà nói thiệt chứ vợ này đã đâu. Đừng kêu tính vậy chứ cho mau sống bủa ba đào. Hỏi tỉnh hay chưa chứ tỉnh rồi, đổi gió chứ đổi ở mưa. Ta người mà tu tỉnh sớm trưa chứ Phật chờ. Đừng kêu xử thế bất ngờ, tỉnh rồi mà tu tỉnh chứ đừng chờ nghe hôn. Đừng kêu tan xác mất hồn, tại mình mà làm ác không tồn được đâu. Từ đây khổ sở mà đâu đâu, sắp rã chưa địa cầu đâu có tồn ở đây. Đừng kêu bần sĩ cho hay, nếu tin thì đấy chớ nghe ngay rồi tường. Còn không ta cũng mến thương, vì ta dân lệnh Phật dương lâm phàm. Đợn kêu thấu đến cổ đàm, ta nguyện với Phật ta làm việc tiên. Từ đây phải tỉnh thu thiền, để đó mà bà tánh chuyện miên sau cùng. Ngày nay kỷ niệm anh hùng, hiện thân trung trực trùng trùng tích xưa. Danh vang bốn bể như mưa, anh hùng tại thế sớm trưa cứu đời. Đợn kêu ối hỡi tuyệt vời, trung thần dư nước thương thời. Mến dân cho ngày nay kính nguyện cho hiện thân. Bá gia mà bá tánh về gần cầu sinh, còn bằng nói chuyện làm tin. Báo cho mà quý vị chiêm nghinh đức ngài, nguyện thờ sắc lệnh không sai. Thờ trong mà tâm dạ, mà thờ ngay trên đâu. Mong các vị đổi câu mà thức tình, quay về đi rồi nhận lệnh Phật trời. Cúi đầu lại Phật nơi mới, mới còn sống sót tới đời mà thương quân. Đừng trôn tránh không sờn chi khí, đem tâm thân bố thí cho rồi. Tỉnh đi đồng đảo chưa rồi giờ ngồi, nghe người mà bần sĩ chưa nói thôi nhiều đời. Phật tiên thánh giới trời thương chúng, còn người mình lem ung quá dơ. Mê tiền mê bạc không thờ, mê ăn mê uống cuộc cờ rã tan. Cứ giành giật trần gian quá uổng, sao ta không dọn ruộng phước điền. Để trồng hạt giống chứ rồng thiên, trồng chi mà giống ác rồi liên miên chưa nảy mầm. Trồng giống ác hiểu lầm trời đất, trồng giống ma biến mất đức ân. Quỷ yêu giống đó chưa trồng gần, cho nên bần sĩ mà đau bần cho hay. Sao không trồng Như Lai Phật Tổ, trồng giống hiền mà nhị trổ chưa đom qua. Đặng mà cứu mẹ cứu cha, của quyền thất tổ của ta chứ mấy đời.
quay về đi vậy thời quý vị, nguồn cội ta, ta chỉ chưa cho thường. Ông bà cha mẹ chưa thấy lương thờ, ông đất cả nước chưa thờ đường chính nở quý. Nghe bần sĩ tu đi cho gấp, nếu trễ rồi núi sập chứ trời tan. Tử đây Phật Pháp dở màng, đừng nên tích tích tình toán bớ tròn. Đừng mê hát mê hò mê mùi, đừng mê linh vào bụi chứ rắm rì. Tưởng trời tưởng Phật mau đi, mình làm có phước việc gì cũng mở thông. Nay thì gặp trong lòng mừng rỡ, ngài tôn thờ muôn thở chứ hiện thân. Một năm ngày lễ nghe dân thì tụ về, rừng nổi rồi cân phân cúng ngài. Nhớ trung hiếu không lai một bước, nói theo ngài làm được rõ ràng. Chết thời không có hổ hang, thấy chưa mà giúp ý đỡ trần gian ráng ngời. Thà là chết để đời trung trực, sống mà dinh chứ nồng nực bên trong. Ngày nay bơ bơ cho đau đồng, về rừng thờ cúng mà đức ông chưa hiện thân. Đó là ngày nay là ngày kỷ niệm của đức ông, mà ngày xưa đó thầy không có điểm tới, nhưng bây giờ rốt ráo rồi đó, phải có kỷ niệm ngày dỗ của hiền thần Nguyễn Trung Trực. Đêm nay không biết muôn vạn người họ ở chỗ nào, họ cũng cúng hết, họ cũng chiêm nghinh hết, đằng mà đảnh lễ ngài, mang ơn ngài đầu đội dây mang. Thì mình còn nối tiếp đời đó, mình phải là một vị anh hùng, con cháu của ngài, chắc chích của ngài, chứ không có bỏ rạng ngời. Còn mình ở nhà, và thưa kính thưa tất cả chư quý vị đạo tâm, anh em của mình bằng tín đồ Phật giáo, mình người nữ cũng là một người rực rỡ. Rực rỡ sao vậy? Không xin tiền con nha. Thầy nói vui nha. Không xin, không mượn, không dai, không nói với mẹ, cũng không có gì, ta sinh đẻ ra rồi. Mì phải biết có hiếu, mì đáp nghĩa. Mì thấy cha mẹ vậy đợi sinh à, ăn mày sao? Không xin, rực rỡ ghê không? Chiều nay không có miếng gạo nữa, ra cắt miếng chua cay vô luộc, nuốt vô, nín. Thấy không? Không cần ăn đâu. Còn đi qua mà giúp đỡ cha mẹ phải bưng tiền, phải để đăng quang đại lễ nha, tao mới lấy. Đứng mà móc túi cho rồi không lấy, không ăn mày đâu. À, các cụ già phải rạng rỡ nha. Còn người vợ cũng không phải móc túi người chồng. Có đâu. Đi làm về phải điếm đưa này kia nọ, quá tệ nha. Ông đi làm về, ông tự thấy tự xét. Ông đưa để phụ thúc gia đình, còn một ông để tự do ra ngoài bạn bè, anh em, cô bác, xã hội. Có đúng không? Đó, như vậy đó. Thì mình người vợ mới là tốt chứ. Còn em có đâu. Lấy hết trơn, còn quánh bài, còn quánh bạc nữa, còn lọt vô á. À, cái chỗ hố hang nữa thì chết rồi. Về còn chửi trong địa ngục sẽ kéo. Địa ngục sẽ lôi. Không biết sao. Biết mình rơi rồi còn gì nữa không biết. Trời ơi, biết hết trơn chứ, tại vì mình làm mẫu á nha. Cho nên ngày nay chịu bằng sĩ khùng đó mới diệt ra hết, bị ông nói diệt ra hết đi. Chứ ông Di Lạc, ông nói phải dạy nữ như thế nào để lập đời trở lại đó. Gặp một cái người tiên, nữ tiên rồi ôm nhau mà hung à, về nhà thấy gì ăn chung à, cây trái nó tự nó mọc nó có rồi kêu ra hái ăn, không ích kỷ. Thấy không, đời Di Lạc bị dạy. Còn nói chuyện cũng vậy, nói là phải kính môi, nói rồi không thay đổi lời nói. Thì cũng nằm ở trong cái sự trung hiếu của mình, hiền hòa đó. Đó quý vị, đó là chồng và vợ phải biết với nhau, không đi coi bói,
tuổi này có được không, tuổi kia được không, có tuổi con gì, nó tôi còn cọp vật, con mèo con heo là không có coi nha. Đức thầy nói kìa, đi lên kia coi có ai ở giá không. Ừ, có không, có người nào vợ chết chồng chết bỏ ở đâu mình không, có thì đừng có coi. Ừ, về hiểu ý, biết tu tâm đó, cư sĩ tại gia à, thì chồng thương yêu vợ, hạnh phúc danh chánh ngôn thuận, tu quốc dương không cấm vợ chồng, đẻ con sinh cháu nối dọc năm bang, có đúng không quý vị? Đó là thầy nói mà, nói vậy. Cho nên hôm nay chúng ta đã trật hết rồi, đời hư hết rồi, bây giờ mình sửa, mình tu mình sửa lại, mình sửa cho đạt được đó, rạng ngời không vậy. Còn dạy con đó, đó già nè, trẻ nè, sồn sồn nè, nhỏ nè, cũng dạy con được vậy. Nhỏ thì là dạy cái cấp này, lớn cấp này, già mình kêu nó lại ngồi đi con. Bữa nay là ngày Chủ nhật, tụi con nghỉ công ty rồi đó, về đây cho mẹ với cha cho chúng con quà. Vậy đó, cái nó về nó ngồi. Điểm từ đơn vị 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4. Ở Cà Mau, Sóc Trăng, alo, về. Mấy tháng cũng phải về đó. Nói vậy, đừng mình giáo dục, mình học đạo, mình phải giáo dục con mình, nó là chúng sanh, mình là vua, phải trị dân chứ. Ừ, nói vậy. À, ông Thánh ông nói trước trị gia sau ra trị quốc. Gia đình mình mà nói con cái không nghe thì ở ngoài không nói ai nghe hết. Giết để mà làm nhục trong xã hội, trong cái sơn hà xã tắc này, mày là con sâu con di trùng, không có để. Dạ thưa, tôi thương nó quá, không thương. Mày banh da xẻ thịt ta nè, tao nè ha, rồi tao sẽ mang mày mà ra mày còn quậy nữa, đem chặt cái đầu. Hồi xưa vậy là chặt cái đầu, có để đâu, để mà nuôi lại người dân hiền nè. Còn giờ để nó lan rộng hết rồi đó, thấy chưa, nó lan rộng hết rồi rồi còn còn cưng đấy chứ. À, nó đi về còn giấu đem cơm rồi cho ăn bỏ đói cho ăn. Thầy ơi, đời này nó giết, cậy nó giết chết cho rồi, mình khỏi cho nó cơm ăn, thấy không, đời mục mạc nó vậy đó. Cho nên mình tu hết rồi, hỷ xã ai chứ, trước trị gia sau ra trị quốc, Phật pháp bất dị thân, quân pháp bất dị tha. Đây ông thần ông nói nè, không tha, quân pháp chém là chém. Hỏi cái thời buổi này cha đó ăn cướp nè, ăn trộm nè, lừa nè, rồi giết người nữa, cái đem ra pháp tràng. Trời ơi, cách mạng sao không lợi cứu cha cứu sao được, không có cục, phải không, bình đẳng giới. Cha có tội cha chịu, con có tội con chịu, không cứu được. Mình đừng có đùa theo mà trách vậy, đó là linh của trời rồi. Quý vị có bao giờ mà thấy một cái đất nước mình đó, mang ngôi sao của trời đó, chứ không phải tầm thường đâu. Mà ai tránh con trời thì người ta con trời, còn ai con của ma thì kệ, nghe không? Người ta bị, còn mình phải tôn thờ nha. Đó, nguồn cội đất nước, tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình, đó như thế. Thì mình tu, chứ đâu phải bỏ đi tu. Tôi vô chùa ẩn dương nương Phật, tôi bận áo rồi tôi cạo đầu, cái rồi mấy cô kia, mấy bà kia là quỷ chùa đó. Quỷ chùa là có nghĩa là mình vô đó mình ngồi hơi cái mình tiêu quỷ hết ông sư giả. Đó, đem ra. Đó, như thế thì tất nhiên là mình quỷ chùa rồi. Chứ chùa đâu có quỷ. Trời, cái bao chúng này tụng kinh tối ngày làm sao quỷ dám vô. Mình vô đó làm quỷ. Bồ Tát Thanh Sĩ nó đã làm ở trong ngoài đã rồi còn vô chùa nữa, có đúng không? Ở ngoài quậy thôi, còn vô chùa nữa. Còn mình không có, không có thôi. Mình ngồi bình tĩnh, mình tiến đạo. Mình tiến đạo, không phải đem hết tiền mà cho, không phải vậy. Có cái bà già này kể hoài đó, bà đi vô chùa mà bà đi trễ, mà nhà bà đó chờ không có gì đó, bà đi nhổ cỏ người ta, nó có mấy trái vú sữa xà xà rồi, nghe trống chùa rồi bà nó cúng rồi chết rồi, rồi bẻ 3-4-5 trái bỏ ôm đi rớt lên rớt xuống 7-8 trái gì biết. Bà chạy nó quần xăng đi là gặp bà già nó chứ, cô bà em gì đó nha, dân dân, trời ơi thèm vú sữa quá mà bệnh nữa, không có tiền mua vậy hả, nè cho bà mấy trái còn nhiêu tôi lên cúng chùa. Thì bà đi tới chùa thì khi đó đi đó hào quang từ trên chiếu ngay bà. Thì lợi đó mấy ông mà, mấy ông đạo chúng đó, mấy ông mà cũng tu đó ẩn dương nương Phật đồ chơi vậy á, thấy không? Giờ mà đây kỳ cục quá, thấy ba không có thấy gì đem đi hết á.
Đó vậy, mà lấy bá lại cầm mấy trái vú sữa nó bá lỡ bá đưa, bá dưng lên thì mấy ông đó đâu có tiếp. Nhưng mà từ đó trong Phật tổ có hào quang chiếu bưng mấy trái vú sữa đó. Quý vị thấy không? Bả đang bưng, nhưng mà hào quang sẽ chiếu ngày mấy trái vú sữa thì tấm lòng bà này quá tốt. Cái quần chưa có sổ nữa quý vị. Tội nghiệp vậy. Mà đem cúng Phật có 8-9 trái mà cái bà già kia đó, Phật thử cho hết nữa. Nha. Còn mình đi chùa đó, cháu nó chở mình đi nha, đi không đa đồ đàng hoàng nha, mày chở tao đi chùa để trễ để, nè, bữa nay tao trai tăng cúng dường sư á, vậy đó gì đó, bắt đầu đi lợi tới cửa rồi, về đi, về lẹ lẹ đi đứng đây kìa, nhỏ đổ xăng nhiêu đi hết trơn. Mình biết tu làm sao, móc tiền ra nè con, đổ xăng ghé ăn hủ tiếu đi, đi đi. Thôi bà nội ơi, bà ngoại ơi, con đưa bà đi để tiền mà cúng chùa. Cúng chùa có, con này của con, cho con nè. Để cái nó về mai mốt cái nó nói, ông Phật con đó đó, ông Phật cháu đó ông ơi. Trời ơi bà nội tôi tội nghiệp lắm. Đi chùa lần nào tôi bảy tôi thích, tôi trông bà đi đừng chở. Bà cho tiền tôi nhiều lắm, tôi không lấy. Bà nói cứ lấy đi con, bà có cái phần riêng thấy chưa. Đó đi chùa Phật mới chứng. Con này không có đâu, ông cắt, để ta đi cúng chùa. Để mẹ tổ cha mày, mày cứ xin tao hoài. Thấy chưa, tại mình đó. Thôi nha, với cô có đi thì trả tiền taxi đâu, đừng có chửi ta nha. Còn có một vị nha, chữ lộn taxi rồi vô cúng dường các nhà sư. Mà nhà sư ấy cái tuổi đắng con mình vô lại gần chết, tội gì phải lại hả? Không lại. Lại đắng con mình vậy đó, chứ phải đại đức đâu. Mà mình vô mình lại, mình bái. Đó, đó. Kể cho nghe nha. Tu phải biết nhìn người rốt rau, phải nhìn đi coi ai báo ai dai. Nhìn bên trong rồi nhìn bên ngoài, muốn đắc quả thì phải kiến tánh Như Lai nghe đạo. Đừng có tu rồi mê sốc sảo, mình tu lầm rồi gặp đạo quỷ ma. Giờ này đời mạt là ta khó mà lừa được người ta hay yêu trần. Tỉnh đi trò, để ngồi gần bằng đạo, kể cho nghe để mình nắm giáo rõ ràng. Đi trên đường về cảnh Tây Phương, đâu có về quỷ thang ma rì. Nếu ta tu tốt thì ta quyết chí không có màng ta bị yêu tinh. Mình tu nó rập nó rinh là ai bằng sĩ, là con cái mình tin chớ gì ma với quái đó. Thấy chưa, nó hại đâu ưa. Nói tu rồi nó không để không chừa mình đâu, nhưng mà mình chẳng nể hầu. Anh hùng trung trực nắm đầu, giết đi giết cho chết đừng để. Nó phá rối cảnh gian nguy, nó bảo uy người hiền hậu, rồi để chi bớ trò. Phải thanh lọc nó để lo cho người hiền hậu, cũng như mình dọn đất lành cho chim mày đậu bình an. Gieo mầm đừng để dở dang cho chim nó dạ ở trần gian là mình. Tại sao mình sợ con mình như thế? Yêu quỷ tà nó mượn kế nói ra, nó làm cho mình mất niệm Di Đà, không còn tồn tại để dựng nhà thượng quân. Về đi đạo, nghe trong cơn bần sĩ vừa nói ra lời vừa chỉ ngõ cho mình. Người tu hành đừng có ăn xin, xin Phật Pháp xin tình tha thứ. Đừng có xin ở trần do dự, mình xin nước ma của Phật trời để dung tứ bên trong. Mình xin Phật hỡi đổ lòng, đừng xin lúa gạo hay trong tiền hàng, không xin nữa nha. Nó coi rẻ lắm đó, thì mình không có về được niết bàn. Bỏ vua bỏ chúa trên đàn, vợ con thấy chưa, đức bổn sư Thích Ca
Di tích Phật đạo vẫn còn, tia vàng thước ngọc ở trên non kia cả. Về rừng nổi Đức Thích Ca Phật Tổ, chùa Linh Sơn linh thú thú cầm. Ngài vào rừng ngài tĩnh âm thầm, không có sợ không lỗi lầm gì hết thay. Ở dưới thú nè mà thú không bạc đãi, ở dưới voi nè mà voi đi hái trái để cúng nhường. Hỏi lại trò ai tạo được không thương, nay tu tình để cúng nhường Phật Pháp. Cúng chứ đúng thì quý trò mới gặp, mà cúng sai rồi là mình phải gió tấp bị rơi. Nhìn không có kể trên đời, quỷ ma giả dối con ơi kéo lầm. Nghe cho rõ nhớ không, vàng mình cầm có chừng rớt, cuộc đời tàn nó hao hết gấp bội lần. Nghe để tu lời của đạo sĩ bằng, nay nói rõ ráng chuyên cần nghe cô bác. Thương đồng đạo ta làm Bồ Tát, thiệt trên đời này rất bát ngát mùi thơm. Không cần ai quải ai đôm, hay là mong đạo đến dòm. Hoài chi bỏ thầy đi, con thi mới đầu. Bỏ đức ngài đức cậu đi trò, để đêm học lý học dò. Bốn bài cho thuộc để con lo, về trường đến thăm thầy, đến chùa phải dấn phải dương. Ở nhà đóng cửa coi cảnh Tây phương nơi này, sớm tu tịnh đi đừng để gầy để ốm. Phải gieo tình thương với chòm xóm nghe không, nói năng đừng có bông chôn, ráng mà giữ sát giữ hồn mình thôi. Chứ cuộc đời bạc bẽo như dối, nó khinh khi Đức Phật nó trả hạ trôi thầy rồi. Mặc kệ nó, thầy đâu có tội đâu có bài, thầy đâu có cửa nhà quý con ơi, thầy ở cái trại không hề. Đêm buồn tiếng mũi gió ve, ngồi trên chiếc thuyền nội ta nghe rùm trời. Bần sĩ mới kêu, ông lão ơi, đêm buồn mà ông còn ở vậy thời dữ ghê. Ai giờ nay chở mây che, đi về cho rảnh rồi mùa hè ông giống. Ông nói không được đâu con ơi, ta còn đợi còn trông. Vì ngài còn thương dòng Nam Phương. Ở đây ông ở dưới chiếc ghe lương, một mình nông nổi tang thương thân già. Ông kêu, ông réo, người gần rồi lại người xa, rồi đau thương bệnh hoạn hít hà mình thôi. Thầy mới nói rằng người đời bạc bẽo như dối, thời ông dở nèo sớm để thả trôi thuyền về. Ông không chịu, ông nó không được đâu con, phải sớm cẩn chiều kề, nó còn ngu muội mà. Thì ông về không yên, đợi thêm chút nữa chiếc thuyền cho con của Phật về liền ông đưa. Khổ không biết cô, ông đợi sớm đợi mưa, có khi giả dạng sớm mí trưa ra đời. Ông đi mua bán đó, còn khổ gấp mấy nữa người ơi. Chèo ghe nước ngược vậy thôi sông sâu, chiếc ghe đi tới quá lâu, trên ghe ông đựng nào đâu khoai kìa. Giả đã bấm khoai đó, đến bến canh khuya, kêu bạn hàng xuống nó chia hết đi rồi, tiền không có trả. Ông ngồi ông thấy ông hỏi ôi, để cho phái sùng xỉu rồi ông coi. Kêu trời dân còn tham quá, vậy thời đâu có tình. Nó còn lừa ông già nè, thấy chưa, nó không nhịn bá gia. Khoai lang nó giác kia cả, tay bưng tay sách lốp bà lốp ông. Như thế đó thì xuồng không ông bước, còn một mớ khoai sùng nước ngược ông chèo.
đã bơi đi qua khúc vịnh hiểm eo tới xóm đó hiểm nghèo đang bệnh dịch. Ông kêu réo xuống đây đi, đừng tịch mịch, ông cho thuốc đem về, uống đã hết trơn. Dân mình chạy hỏi cố cơn, xuống quỳ mà lại trong cơn khốn nạn. Ông không có gì hết á, đem phay sùng này nè, về thui đi, rồi cháu uống bình an. Nghe lời ông giải cả làng hết trơn, phai sùng còn hỏi cao hơn. Thuốc tiên thuốc Phật trong cơn không bằng khổ không cô? Đã giúp dân cứu chúng mà lại lòng hằn, ông mặc có chiếc khố à, cái chăn ông buộc mình. Nghèo nàn như thể ăn xin, bây giờ ông đã minh về rồi, nhưng còn bơi trở lại đó, để cứu chúng dân ơi. Dạy hoài khăn khổ mà dân nào có nghe, chứ bây giờ Phật không chở, trời đợi không che. Nói đây rồi thầy sợ mùa hè bị thiêu, sáng năm chuột đó ít nhiều cũng quy bị đốt thiêu, anh chị chờ trong. Đốt ở đâu? Đốt chuột ở đồng, lúa cũng cháy mà đồng không nó vàng. Thiên cơ biết ta cho thiên hạ, lỗ cơ trời thì đảo quá thành chưa. Về đi không sớm thì chưa, giữ trụ để sống sớm trưa nghe trò. Đức Bình Giáo Chủ có nói đó, biết thì còn, tu tịnh thì lo. Nếu không thì phải lên gò chèo queo, chứ bây giờ rạng rỡ nắm heo. Cuối năm này nó sẽ, nó móc treo đầy làng, nó bán cho năm châu bốn bể nữa đó. Nó bán tiền ngàn, con heo sẽ ba sẽ bãi trên sàn ngấu rơi. Sẽ ra nó bán mà chơi, nó đem nó dục nó phơi đầy đường. Tới năm chuột mới thấy thế lương, chuột cây đồng rồi ăn lúa rồi bướng rồi bông đó. Ngày đó quý vị mới thấy bần sĩ nói điên, nói dại đôi câu. Cơ trời ta lỗ thì ta đâu có còn, cho dân chúng biết để mót bòn chút ít. Rơ đề thi cho đạo được vào thi, nếu bằng không thiếu sót không ra gì. Ai chấm điểm thầy đây chưa ai hà, con nên nhớ căn đền qua trả. Thầy không có buồn vì đạo quá thanh thôi, dù ai bạc bẽo như dối ta cười trong dạ ta thả trôi bập bềnh. Tại sao nguồn cội xứng mà mình lại quên không biết. Bữa hôm nay thầy viết một bài gửi ở trong rồi gửi ở ngoài, phải biết nghĩa mới sống dai nghe đạo. Biết hiếu hạnh dường tiên mình giàu, còn biết Phật trời rồi thì có gạo có cơm. Biết ma quỷ nó dòm, biết tình yêu quái nó ôm mình về. Nó chôn mình ở dưới đó, đó nó đạp cho nặng nề. Nó dụ mình tiền bạc, nó kề vàng muôn. Nay mày mất cõi mất nguồn, làm cho sống dậy trời buồn lệ rơi. Tỉnh đi đạo, để ngao chơi nơi tiên cảnh nè. Sống được một ngày mà sao không để rảnh để tu. Mình làm như thể công phu, mình làm mình sinh sống rồi mình tu bớ trò. Ngồi không sao, ai cho mình tu mới đắc chứ. Hãy mình lên đò thì ông bơi, còn mình bây giờ mình hỡi chơi giới không lên mà làm sao tử bến. Đồ kêu trời than gian, phải tỉnh một cơn ác mộng kinh hoàng. Giật mình đang ở trần gian loạn cuồng, thấy chưa? Nay vui nè, mai lại buồn. Một kia mình đã chết rồi hình tuồn ra sao, thấy chưa? Đó, sắc lại dớ màu, lượn lượn sống nào nó cũng chụp mình trôi. Ta sống để làm tôi cho Phật
ta về rồi bình yên. Lỡ rồi thầy phái bơi thuyền đưa dân qua biển về miền thứ đây, lỡ ba tánh ngày nay nè nhìn thầy đi, lỡ gái lỡ trai lỡ đò, lỡ trời lỡ Phật ban cho thì ta xuống cảnh gai go, bây giờ lỡ bến rồi lại lỡ bờ, lỡ cuộc lỡ cờ rồi biết làm sao, lỡ thấp rồi lại lỡ cao, lỡ sắc lỡ màu ta chẳng đua chen, lỡ rồi đạo ai không khen cũng được, lỡ bơi thuyền nước ngược ráng chèo, còn qua nhiều khúc vịnh hiểm eo, đây sắp tới còn nghèo còn ma, lỡ bá tánh chữ gian nổ nạt, chút nữa ta về rồi đời mạc hết đây. Hạ quân sắp hết giờ này, thượng quân sắp tới đủ đầy trăm hoa. Sống đi đạo, mình là người ta được sống. Còn quỷ như ma đừng có mơ mộng làm chi, đã gần thầy mà còn khóc để biệt ly, đồ ma quỷ số đi không gần được. Đêm thanh tịnh trò không có phước, hỏi làm sao ở gần thầy mình được vinh quy. Về đi con nhé thơ kỳ, thầy còn sống sót thầy bạch tri cho thường. Không có tà gian giả dối đâu, ráng mà bước qua mương, lạnh lịnh trời đất thầy mớ phô trương. Giờ này thầy đâu có nói với quý vị là Phật đó thầy, ta ở bùng lầy bá tánh nó chôn, không sao danh nổi như con ngọc chìm, chút nữa rồi có người móc ra, ngọc thì là ngọc bá gia, chùi đi rồi nó sáng cho là biết chưa. Không sao đâu, ráng tu đi hiền hậu Phật chừa, trời sai bình tướng bại bừa, yêu tinh chết hết trời, thấy không? À, không có chết trong dinh trong tự. Đó, chết ngoài đường nè, chết bị xử, bị trảm tru. Tội thứ nhất phải trảm người tu, tu giả dối rồi trù rồi quần. Đó, thấy chưa? Tội thứ hai cũng như trảm người mà cũng như tôn tận bàn nguyên, trảm rồi tru rồi diệt liền liền, kẻ nịnh bợ phản người hiền bí tôi. Nghe cho rõ đi tới trên triều nội, thì kể chuyện trong đời gian dội đêm nay. Kỷ niệm của lực đức ngài, hiền thần quân tử hai vai nặng quần. Ông phò hộ đi cho non băng cạn biển, phò hộ cho người lành nè, rồi ngài tiễn anh quy nhân tài, ngày tiễn mau đi nối đời mái hậu để thi kỳ cùng sinh. Lệnh của đại đức đại hùng, lệnh ông trừng phạt ngài cùng quỷ ma, cho lập đời thượng cổ quá ra, còn đâu có cực mà khuyên người ta như vậy. Nếu không có Phật, không có thầy, không có ông mà hộ pháp đó, thì giờ này con đã thiếu. Ở đây không sớm thì chiều, ông ơi trước mặt quỷ yêu không kìa, ở sau lưng cũng có nó đó, mà bữa nay bên kia, rồi chiều, rồi sáng, rồi bụi canh phía ma thà. Con đâu có sợ, con học theo ông pháp Phật đậm đà, hy sinh trung trực vậy mà nói theo. Con phải chịu cảnh khổ hiểm nghèo, hy sinh cho đồng đạo để chống chèo quá sông, giúp người một tổ một mê tông, con nguyện trả hết rồi xong con về. Hôm nay đồng đạo á hội lại cũng rất chỉnh tề, người nghèo có, người sang bề cũng danh đến đây cũng có, người lành cũng có, nhiều em tốt đẹp để đấu tranh với ngài. Ngài hộ nó đi, đây là bậc nhân tài để nối đời mái hậu, ngài mới lập đời.
danh gian bốn bể. Ngài ơi, đừng đem, đừng nhốt trong đời làm chi. Cái kẻ ngu đó, nó mới dụng lửa phương phí, nó đốt thiêu nó hết còn gì non sống. Chứ người hiền ngự trí đại công, sau này tồn tại đức ông ra đời. Nếu như thế đó, đồng đạo ơi nghe rớ lệ, Đức Nguyễn Ngài đâu có chính bề cao xa, hộ pháp tu cho Đức Phật mà nay để lại gương đà cao thâm thầm. Thấy không? Gươm đại lĩnh mình đi ngang phải cúi đầu trình bẩm, đó là một vị anh hùng ra chơn dẫm sông pha, cố nguy đất nước sơn hà, đem cho dân tộc Nam gia thanh bình. Quý vị nghe rõ không? Bữa nay quý vị có phước lắm đó, không về đây nghe uổng, về rừng chứ đâu có về đâu nha. Đó là kỷ niệm để sau này quý vị nghe. Trong cái ngày này chúng còn có đến dự nha. Hết lời là bần sĩ đã diệt ra cho quý vị. Đức Ngài biểu diệt, không biểu ta đâu có diệt được, phải vậy không? Phải đâu có một bụng kinh mà đem ra dạ, đọc không khỏi đâu. Nó ở đâu á? Nó ở nơi Tây Phương Cực Lạc, mười phương chư Phật á, ở đâu á? Nhưng mà Ngài đã chủ trương nói sắc ta, thân ta thì cũng người trần, hồn linh thầy mượn xa gần, phải đi không có chạy khỏi đó vậy đó. Chứ khi thầy cũng giận quý vị lắm à, có khi cũng ghét, có khi cũng thù, có khi cũng quán, rồi có khi cũng thương, nhưng mà ông đó không có đâu, thái bình trước, hòa bình trước, tâm thầy cũng có ghét thương ai đó nha. Nhưng mà diệt là diệt đó, không có nóng lòng đâu, xử là đem ra xử liền đó, không có nóng lòng mà cũng không có quán tiếc nữa, vì đúng tình đúng tội là trảm. Giờ nghe sơ sơ bài trảm không? Nghe không? Nghe rồi sợ không? Sợ không vậy? Đó. Bài trảm, ai trảm vậy? Bình tướng của trời chứ ai? Ta trảm trừ hết. Dạ, già có trảm không? Trảm luôn. Trẻ có trảm không? Trảm luôn. Nhỏ nhỏ có trảm không? Trảm luôn. Đó. 3 tuổi, 1 tuổi, mấy ngày cũng vô thường, cũng chết đó quý vị. Đó. Còn bậc tuổi già nó có khi sống trăm lẻ mấy tuổi, thấy không? Sống trường thọ, sống để làm gương, sống để giúp đỡ, sống là một cánh tay của Đức Mẹ ta cho sống. Con này ăn không ngồi rồi không mà còn báo nữa thì cho chết. Bệnh sơ sơ cũng chết, con này bệnh hoài nha, không chết, chết sao được. Phải sống để có lợi ích cho sơn hà xã tắc, cho nước Việt Nam, cho con cái, cho gia đình nha. Sống hoài quý vị. Quý vị biết quý vị sống đó, mà quý vị biết quý vị chết đó, thầy biết nè. Thầy chưa chết. Đời có ích lợi mà chết sao được ha. Quý cô lên đây muốn gặp thầy không? Muốn không? Muốn không? Vậy thì sao chết? Đó, thấy không? Bây giờ sống với chết. Sống để trau dồi đạo Như Lai, truyền rao bá tánh hợi trong ngoài, nghe đi lời lẽ bằng thánh sĩ, tu niệm cho lâu chớ lợt phơi, sống để truyền giáo lý của thầy, thiên cơ mãi tạo được về đây. Đừng nên bỏ uổng ôi quan phi, nhớ nhớ đêm nay tiếng của thầy, rao giảng khắp nơi hỡi bốn mùa, tạ nguyện yên giả chớ bán mua, Phật trời đâu rẻ mà đem bán, cải lệ làm chi xây dựng chùa. Tranh đấu đệ tu không lo tu, tạo nghiệp dây quan như ở tù, thông thả về rừng ngồi thanh tịnh, Thích Ca Phật Tổ chịu ấm u, nơi dấu Phật Ngài đặng ta theo, đức phước thường xuyên mình ráng gieo. Thương người như thế
mình thương đói, xóa bỏ hiểm nguy chớ sợ nghèo, tình cơn ác mộng đi chỉ bàn. Về nói theo Phật hỡi Thích Ca, sớm chiều rảo bước nơi đồi vắng, chẳng sợ điều gì quỷ dữ ma. Mình tu khổ hạnh mới là tu, rủi phải đại mai vô ngục tù, không sao nơi đó chỗ nghỉ mát, để mình thiền định lại công phu. Ráng về vui vẻ bớt chị bà, vui ngày năm tháng cực khổ quá, tâm tư an lạc mình không biết. Vui mãi rồi tu để hai hà, đừng buồn con cháu nữa nghe chưa. Giá mặt già nhắn hỏi sống trưa, giận chi rồi lại heo hắt xóm, ráng tu ráng tịnh pháp đại thừa. Già cả rồi vui mãi cứ vui, vui ở trong lòng chẳng phối vui. Vui ngoài con trẻ hay chòm xóm, vui đó thêm buồn chẳng đứt nguôi. Vui ở bên trong ta làm việc nhân, vui ở bên ngoài ta lụy trần. Hai cảnh vui đó mình ráng lựa, ráng lựa đặng vui hưởng hồng ân. Nghe đi cho rõ chú chị bà. Bùi tháng này giờ chưa có qua, còn chịu khổ đau ôi gấp mấy. Vậy mà bá tánh chẳng hại hà, trời tru đất diệt tới nay mai. Không phải khi không lại ăn chay, phải tu chứng đắc chính mình đó. Tụ đêm tháng lùng dần cánh dài, đừng mới có tu khua miệng tài, nói năng hung ác tu bên ngoài, khua khua cái miệng cho người biết, đó là tu nghiệp hỡi thải lai. Tu hành kính lặng ở bên trong, chịu khổ, chịu đau, vượt não nồng. Dù cho đối khổ ta không nói, sau này tránh được bão cuồng phong. Thầy nói, chị bà ráng mà trao, chẳng đứng già đi, chẳng già mau. Hướng mùa Phật lập nay mấy đó, và chớ đổi thay sắc cùng màu. Nó đẹp tự nhiên đẹp bà già, thiên nhiên tái tạo phước nhàn ca. Đẹp con của mẹ thấy mà mến, không đẹp son tri phấn lụa là. Thầy kể cho nghe hỡi một bài, về tỉnh đi con phúc cánh hai. Mẹ hiền tái thế nhìn con trẻ, thấy con hung ác lệ chảy dài. Mẹ giáng hồng trần con đâu hay, phương đông phương bắc lại phương tây, xuống nam giáng độ con đâu hiểu. Con nhớ mẹ thương mẹ mới rầy, kỳ này chết hết chúng con ơi. Mẹ sinh thượng phụ hết lời thời, ông cha phát nạt đâu có nhận. Mẹ đành lệ chảy lại ùa
thương con, mẹ khóc biết bao nhiêu. Sợ trẻ lắm phàm bị quỷ yêu, kìa con nhìn thấy ôi không tờn, đạo cù tán đòm nó quỷ tiêu. Từ xa bà mẹ biết bao lâu, con xuống trần gian chịu khổ sầu. Nó là ma quái con đâu biết, hóa ra vàng ngọc lại nhà lầu, nó nhốt con rồi chúng con ơi, khó mà ra khỏi để gặp thời. Quên đường trở lại Tây Phương cảnh, bà mẹ chờ con hỡi ồ. Thiên liên bà mẹ chưa đợi chờ, chiếc thuyền mà đãi đảo rồi vô bờ chờ con. Chờ mãi mãi không còn gì hết. Quay lại nhìn rồi con chết chứ dài dài. Theo tà yêu Mỹ chưa ngày nay, còn đâu có biết chưa mẹ rài trống mở trong. Xin thượng phủ khóc ròng quỳ ở lại, cha không tha còn hãy chưa phạt trừng. Không sao mẹ giấu sau lưng, nếu con mà biết mẹ thì trời hừng mẹ ở che. Bà mẹ giấu con nghe không vậy, giấu ông cha rồi đệ đẩy đứa chưa còn khờ. Đặng chờ sống bủa chơi vơi, lên thuyền mà mẹ chở rùa qua bờ về quê. Cha phát nát nặng nề lắm mà hỡi, không sao đâu thế giới chưa loạn cuồng. Dù cho trăm nỗi dư muôn cũng do mẹ tạo, chưa cội nguồn chớ ai. Lập chiến tranh tranh tài tranh chức, mà không thương bỏ phức chưa mẹ lành. Thế bây giờ phải chịu chiến tranh cũng do mà mẹ lập, tờ tan thành phạt răng. Lớp rồng cù mây dân tứ hướng, con ơi con bị dướng hết rồi. Đây là điện mẹ con ơi, nói cho mà giữ xác chứ giữ thời hồn linh. Rồng nằm sẵn chờ tình mẹ quyết, ra lệnh rồi chi xiết ai bị. Rồng tiên rồng Phật chứ vậy thì ở đâu cũng lượng, mà cũng mơ gì chứ cũng mơ dời. Rồng có sẵn vậy thời nằm đó, chờ mẹ phân làm gió làm mưa con ơi. Thế sự tả tưa tại sao không biết, rồi mẹ đưa con về. Thấy cảnh khổ rồi đam mê mê mừng, không lo tu tinh tấn phản hồi. Bỏ nơi quê nội con ơi, bỏ miền cực lạc rồi bỏ đồi đào tiên. Mau bớ trẻ về miền nghi thức, mẹ giúp con chung sức kỳ này. Nếu con không sửa không xây thì xô ra biển chứ cả bầy cá ăn.
nói cho rõ tròn trăng nghe sợ, con ơi con thiếu nợ trần đời. Dẫu trẻ cho trẻ, trẻ ơi, nơi miền mà cực lạc con thời hồi quê, mau bỏ hết rồi về bớ trẻ, nơi Tây Phương bà mẹ đợi chờ. Núi sông cách trở sang cơ, con ơi đâu biết mẹ chờ thuyền đó. Rồng giới phụng nơi tòa gần hiện, chim miên quanh bay liền khắp ba nơi. Thành sĩ dinh nhục trên đời, đâu bằng con sống về trời chầu tiên. Lớp mẹ thưởng đào hiền ăn không hết, bỏ xác thân không chết linh hồn, đó là bà mẹ chí tôn. Sau này triệu tập chớ linh hồn cho bay, mẹ cho xuống rồi ngay chuyển kiếp, lựa cho người giàu có đức đặng tu đưa con xuống đó ngao du đầu thai mà trở lại mà cũng tu chứ nói đời. Ráng tu tỉnh con ơi mau lẹ, kẻ hung tàn phản mẹ chớ bội cha, kỳ này nó phải trâu xa, tự làm rồi tự chết chớ đậm đà thay phơi. Chỉ một chút cái đời tiêu diệt thấy mà ghê chi xiết chớ tới rồi. Còn danh còn nhục chớ còn thôi, không lo mà sám hối chớ phản hồi. Về quê nơi Tây Phương không về an nghỉ, chốn đồng đào mẹ chỉ chớ cho con. Thân già sức mòn hơ mòn vì thương con trẻ, rồi mẹ còn lưu ly. Thôi từ giả thờ thì giao bút, con ơi con cốt nhục chứ đừng rời níu tay, dắt dẫn nay mai chiếc thuyền mà kim mậu thứ lai chứ đợi chờ. Hôm nay thì thầy cũng đọc lại một chút kinh của đức mẹ. Chứ đây không có mẹ. Đọc cho quý vị nghe đó, là bà mẹ mình đang khổ, đang trong đời trời cha đất mẹ. Nhưng mà thờ ông Phật bự đó, thì mẹ đã đẻ ra ông Phật, chứ ông Phật đâu có đẻ ra mẹ. Thiệt, nghe không? Đó, thì ba mẹ đã sanh ra mà. Rồi thờ ông Phật bự chứ mẹ nói tạ chết nha con, vậy đi, không có nói tạ má vậy đó. Đó, thật là hôm nay thì mình cũng không phải mê tín đâu, trời cha, đất mẹ, mẹ địa mẫu chân kinh thấy chứ, mẹ quá ra đủ thứ hết cho mình nuôi dưỡng. Ngày hôm nay mình còn phản bội nữa chứ. Đó, vậy đó, thì nghe lời thầy đi, còn nếu không nghe lời đó thì tập thử coi, sớm mơ chịu ác đi, ngày mai mốt chết à. Ác nhiều đi, ác cho nhiều đi, làm đi rồi tự chết à, chứ không có gì trơn trời, có thần ở bên vậy nè, phải không? Đó, mà vô nhà tắm cũng chết, ăn cơm cũng chết, nằm ngủ cũng chết, đi ngoài đường cũng chết, đủ thứ chết để trừng phạt nha. Trảm những đứa hung hăng phản bội, trảm những người nhiều nỗi gian cơ, bất hiếu kia cha mẹ không thờ, mê bài bạc cuộc cờ trà ru. Phạt những kẻ cùng nhau tập tù, bày những trò để tiêu diệt người hiền, cướp đoạt nhau lấy bạc lấy tiền, trảm chết hết bình nguyên tại thế. Trảm những người âm mưu nhiều kế, hãy những người hiền hậu không thương, trảm những ai đi lạc con đường, nói không biết còn cương còn nình. Trảm những kẻ
không tôn không kính, xem bậc già không tính chuyện gì, như đứa con đứa cháu vậy thì không tôn trọng, trên thì dưới cả trảm chết hết những đồ cặn bã. Phá của tài rồi đã nghinh ngang, bất hiếu trung không để sống trên đàn, sao lập lại trong làng an lạc quốc, trảm những người đa mê tài vật, phụ bạn phỉ vợ chồng đó không có hạn gì đâu, trảm những người lòng chó tâm trâu, không thương chúng lại chúng đầu với giặc. Nói tới sáng không hết nữa, bao nhiêu đã đủ rồi nha. Trảm hết, trảm chết hết. Sao con tôi đi giữa đường cái nó bị vậy, em có đâu, sổ trời rồi, xử không có sai một người đâu quý vị. Thôi như vậy thì chúng ta ngày kỷ niệm này nghe thằng sĩ hăm dọ quá, về ráng tu rồi không có sao hết đó. Giờ mình bị một chích gì cũng không sao đó. Kể cái chuyện này cho quý vị nghe, cái vị này cũng là lãnh đạo, một người tài xế là người Phật tử, chở đi hành hương đó, chở đi xe, đi xe máy này nè, chở đi xe hàng nó đụng gãy cẳng, đụng mà cái người chở không gãy, cái người ngồi là sư phụ gãy, gãy cái cẳng mà gãy thảm não lắm nha, cái cẳng nó đưa cái xương ra nó chẻ vậy. Rồi trên xe hàng xuống đỡ, ông phát tài, thôi đi lên, đi lên chạy đi, ngày nay tôi đã gặp nợ tôi đã trả rồi, đi. Hai người vui vẻ đi. Thì xe khác lại chở. Ngài mới nói với đệ tử, đừng bao giờ nói gì. Thì hai cái người trong xe hàng đó, vợ chồng đó, đi theo cái xe này lấy số xe, coi đi bệnh viện nào. Thì nói đại đi, bệnh viện nào cũng được hết, về bỏ xe. Là bệnh viện thì ông nó không có. Cương cẳng rồi. Nợ ông gặp ông trả rất vui vẻ hơn cảm ơn nữa chứ. Đây nha. Rồi hai vợ chồng về mới giả gói trả lụa đó ha, để một bó bạc vậy nè cho ông lấy nha. Thì ông trong này ông nói nè, đi ra coi hai vợ chồng đó hai chồng mà nợ cũ của ông đó, bữa nay đem nợ lần nữa đi. Biểu đệ tử ra đi về đi, mở ra cho coi. Thì sư phụ tôi nói đây là tiền không, trong đó mở ra một gói tiền. Đi về đi, đừng đưa, thấy không, của con thấy vậy. Rồi, đi lẹ đi, để đệ tử của ông lợi nó bắt. Bởi vì nó nóng lòng sư phụ quá nó bắt. Còn ông thấy chưa, quý vị thấy không, trả được món nợ. Xe đụng gãy, mà gãy nó đưa cái chìa lên nhìn nè. Thì cái gãy đó quý vị nghĩ sao? Người tu phải kiên gan, phải nhẫn nhục, phải chịu đựng, ráng tập. Tập cái nhỏ, cái nó tới cái lớn. Cái lớn tới cái rộng ra đó, như vậy chứ không tập không được nha. Người tắm nước lạnh đó, quen, người tắm nước nóng quen, chứ không có gì. Thôi kính xin hết tất cả anh em của mình nha, trong một ngày vui kỷ niệm của Đức Ngài. Thì các chị cũng nghe rồi ha, hùng hồ nghe nói hung dữ, không có nghe nói gì hết đó, hiền hậu hết đó. Kính chúc lành hết tất cả quý vị được bình an, giữ gìn sức khỏe, sống cho mình chết cho mình đó, ráng đi, không có gì đâu, đừng có buồn, đừng có sợ gì hết. Thấy không, đi lòi lòi vậy mà cũng ráng lên để gặp thầy. Xin chúc sức khỏe nha, và mong cầu tất cả các vị duyên sau gặp thầy. Và tất cả các vị lo sinh lễ để ngày mai đúng 7 giờ rưỡi hay 8 giờ đó, để cúng ông, để nghiêm trang nha, mặc áo dài hết nếu ai có dự, để hầu trước là ông, sau là binh tướng của ông, trùng chứ không phải là tầm thường. Thấy vậy đó, chia ra, chia nhánh ra, ông là tiên, là thánh mà, dưới kia đang cúng đây, đang biến hóa lên đây, không sao, chứ không phải mình đâu, ở dưới ông, trên này ông không có vậy, nha không, nên vậy đó, thôi.
thì xin cúi đầu sám hối và xin cảm ơn hết tất cả quý vị nha. Anh em của mình, Nam Mô A Di Đà Phật.